giờ thí sinh nào đây sẽ là người xuất hiện đầu tiên. Họ sẽ rất vui nhưng đầy áp lực. Vui bởi vì sao? Bởi vì họ là những người có phần trăm giảm cân tốt tuần vừa qua. Áp lực là vì sao? Bởi vì họ chưa biết rằng là giám khảo coi tiết mục đầu tiên sẽ có cảm nhận gì và cho điểm như thế nào. Và tiết mục của họ tuần trước lấy được rất nhiều cảm tình từ giám khảo. Đó chính là anh Khoa. Vì mập béo trong tình cảm, rất nhiều lần tôi đã bị từ chối. Từ chối một cách phũ phàng, cho dù trong tấm lòng đó là một tấm lòng chân thật đi chăng nữa. Anh xấu quá, anh mập quá, anh béo quá, anh không xứng với em. Một tháng vừa qua thì mình đã giảm được 12,5kg. Nhưng mà khi nhìn vào tấm gương đó thì mình cảm thấy con người của mình vẫn chưa ốm lại được bao nhiêu cả. Trước khi vào đây á, thể lực của mình cực kỳ yếu. Đối với thử thách mình cảm thấy rất là sợ là mình sẽ xỉu hoặc là mình sẽ nôn mửa ra. Nhưng mà thật sự không có. Mình chỉ bị sốc phần hông thôi, tại vì bụng mình đang to. Mình cảm thấy mệt, nhưng khi mà về tới nơi thì mình cảm thấy không bị đuối cơ và không hề có một cái di chứng nào. Các huấn luyện viên có nói là mình đang bị chững lại số ký và mình phải tập với cường độ cao hơn nữa. Cái lối sống của mình trước kia thật sự nó tệ lắm, ăn ngủ thì suốt ngày. Khi mà bước vào chương trình á, mình nghiệm ra ăn đúng giờ, đủ chất, đủ lượng. Cái thứ hai, tập luyện đều đặn. Và cái thứ ba, đó là tình cảm của những người anh em. Và nhất là với một người chị, thì bây giờ mình gọi là chị yêu, là chị Ốc Thanh Vân. Mình với chị Ốc tuần này thì tập rất là nhanh. Cái mục tiêu của đêm diễn thứ năm này đó chính là tiến chứ không lùi. Phần thi của mình, tôi thấy hai bạn là có sự kết hợp nó rất là ăn ý và các bạn có những cái động tác rất là mạnh giống cái thể loại nhạc này, và những cái động tác nó cũng rất là khó. Tôi cho rằng là cái phần thi này là một cái phần mở màn khá là thú vị cho cái chương trình của chúng ta đêm nay. Chúc mừng Ốc Thanh Vân và anh Khoa nha. Cảm ơn anh ạ. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Đây là một cái thể loại disco kinh dị. Cái bài này ghê lắm, nhưng mà cái ghê này là rất là hay. Anh thích cái ghê này. Và trong cái bài này nó có nhiều cái bất ngờ. Và đây là cái lần đầu tiên em thực sự em thấy, em chưa bao giờ thấy ai đẻ trên sân khấu. Born to be alive là nghĩ ra cái điều đó mình thấy nó rất là ghê. Nhưng mà lúc em làm thì anh thấy nó cũng ghê, nhưng mà nó rất là giải trí. Và cái mắt của Ốc trong cái bài này làm cho anh thực sự rất là sợ. Nhưng mà cái sợ đó anh cũng thích. Cái bài này cũng có nhiều bất ngờ về cái phần Michael Jackson của Khoa. Anh thấy nó rất là tốt. Và biên đạo Huỳnh Mến dựng một cái bài rất là hay cho hai em. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Về phục trang rất là tốt, đúng trong vi luôn. Không thể nào có thể nào mặc
giống hơn được nữa. Quá tuyệt vời rồi. Tôi thấy sự cố gắng rất là rõ trong từng động tác của các bạn. Tính toán được những từng chiêu từ đầu cho tới khi kết thúc luôn. Có nhiều chiêu được tung ra đúng mọi giai đoạn khác nhau. Anh thích nhất là cái động tác nằm và trường của Khoa đó. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển. Chỉ có một giây là cái động tác nó không được cùng nhau thôi. Chỉ đúng cái đó thôi. Còn tất cả đều tốt hết. Một tiết mục bóng anh như vậy là quá tuyệt vời rồi. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ ban giám khảo cho điểm được chưa ạ? Anh chấm bài này 7 điểm. 7 điểm. Xin mời anh Đàm Minh Hưng. Vỗ tay không được đã lắm khi mà nghe con số 7 đúng không? Thì Hưng đời Hưng ghét nhất là nghe tiếng vỗ tay nhỏ. Và Hưng bị bệnh nặng lắm, bị ghiền nghe tiếng vỗ tay. Cho nên là Hưng cho 8 điểm. Xin mời anh Hoài Linh. Tôi cũng đồng ý với Đàm Vĩnh Hưng là gửi đến các bạn 8 điểm. Và điểm trung bình của anh Khoa 7,7 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời hai bạn cùng tiến lên chiếc cân phía trước để xem trong tuần qua bạn đã nỗ lực giảm cân như thế nào. Thí sinh anh Khoa, cân nặng cũ 95,7 cân, cân nặng mới 92 cân, giảm 3,7 cân, tương đương 3,9%. Và tổng số điểm của bạn là 11,6 điểm. Xin chúc mừng. Và